mình nghe nói về cái từ gọi là từ nghiệp. Ừ. Thì ở đây nó có thể được xem là nghiệp đó là gì? Nghiệp là cái hành động và phản hành động à. Dựa trên những cái gì đã lập sẵn. Gọi là hành động và phản hành động à. Dựa trên cái gì đó là những cái gọi là được điều kiện hóa bởi bởi quá khứ à. Bởi quá khứ. Giống như là cái thí nghiệm mà gõ chuông cho con chó nó ăn. Trước khi cho con chó nó ăn thì gõ chuông cái thì cho nó ăn. Gõ chuông cho nó ăn à. Sẽ đến khi với, mà gõ chuông cái là nó tự động nó sẽ tiết nước bọt. Thì cái đó thì cái nghiệp ở đây nó cũng vậy. Có nghĩa là cái hành động của mình á nó dựa vào trên những cái bị điều kiện hóa bởi quá khứ, bởi những gì mình học được, bởi những gì mình trải nghiệm, bởi những gì mình rút ra, bởi quá khứ của mình. Thì mình phản ứng theo nó. Và khi mình mỗi lần mình phản ứng như vậy á thì cái nghiệp của mình nó sẽ nặng hơn. Nó sẽ dài hơn. Khi mà mình ở trong cái trạng thái tỉnh thức và mình quan sát á, thì ở đây á, khi ở trạng thái quan sát này, cái tỉnh thức này á, mình không có phán xét. Nếu mà mình còn phán xét á, thì mình vẫn còn ở trong cái tâm trí, lẫn quẩn trong tâm trí chứ chưa thoát ra được. Khi mình ở trong trạng thái tỉnh thức thì mọi thứ nó diễn ra. Nó diễn ra. Khi một cái người mà tỉnh thức không có nghĩa là người ta không còn cái tiêu cực, không còn suy nghĩ tiêu cực, không còn cái cảm xúc tiêu cực, không còn, không phải. Cái nghiệp người ta nó vẫn còn. Đúng rồi. Nhưng mà ở trong trạng thái tỉnh thức á, mỗi lần nó cái nghiệp nó hiện lên. Thì thay vì mình hành động theo cái nghiệp này thì mình tạm gọi là mình có cái nhận biết có cái sự lựa chọn lựa chọn nhận biết nó rồi lựa chọn ở đây. Có người bảo rằng là con người khác với con vật ở chỗ là mình có cái khả năng lựa chọn. Nhưng mà nếu mình ở trong cái nghiệp này, mình phản ứng theo nghiệp thì mình đâu có lựa chọn gì đâu. Mình đâu có thực sự lựa chọn. Mình chỉ phản ứng theo cái những gì cũ kỹ của mình thôi. Những quá khứ của mình thôi. Nhưng mà khi mà ở trong trạng thái này tỉnh thức thì mình có sự lựa chọn. Và ở trong trạng thái tỉnh thức không phân biệt á, không phán xét á, là mình không có nói thôi suy nghĩ này xấu quá không được, suy nghĩ này tốt quá được. Nó không có cái sự phân biệt đó. Phân biệt là mình vẫn dính đây. Không thể đó. Thì khi mà cái cảm xúc và cái suy nghĩ đó nó hiện lên thì cái nghiệp của mình đó nó, thì nó được nhúng vô trong cái này là sự tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây á giống như anh nói là nó là cái sự vĩnh hằng. Nó có đó. Thì cái nghiệp mình đây giống như cái dòng sông vĩnh hằng, cái dòng sông sự sống. Thì cái nghiệp mình đây là chiếc áo bẩn của nghiệp mình nhúng vào cái dòng sông của sự sống, dòng sông vĩnh hằng của sự sống, và làm nó phai bớt cái nghiệp rồi nhưng vẫn còn phai nhưng vẫn còn rồi là nhúng vào ra phai như cái áo mình nghiệp của mình giặt cho đến khi nghiệp mình nó vơi. Và cái nghiệp này khi mà không nó vơi dần và nó sẽ hết. Nó sẽ hết đó. Khi mình ở trong cái tâm trí của mình á là nó một cái sự tách biệt. Nó một cái sự tách biệt và cái sự tồn tại của cái tôi á là tách biệt. Tôi với anh, tôi với nó, tôi chúng tôi và chúng nó. Anh thấy á. Và tôi đúng, nó sai, chúng ta đúng, bọn nó sai. Và bao nhiêu bi kịch trên thế giới này ở trên phương diện tập thể hay là phương diện cá nhân cũng vì cái đó. Khi mà mình ở trong cái sự tĩnh lặng đó thì cái sự tĩnh lặng đó nó là
anh nói anh dùng chữ Vĩnh Hằng đúng không? Nó là bao phủ tất cả. Nó là một cái sự kết nối. Nó không còn có tính cá nhân nữa, mà nó là cái chung. Hai cái cơ thể này có vẻ như tách rời, nhưng mà ở trong cái sự sống chung, trong sự tĩnh lặng đó, thì chúng ta kết nối với nhau và kết nối với tất cả mọi thứ trong cái vũ trụ này. Nên hồi nãy anh hỏi là trong trạng thái tỉnh thức á, cái hành động của con người nó có khác không? Khác. Hành động mà nếu mà không có tỉnh thức, hành động trong đây thì hành động mang tính cá nhân. Còn cái hành động ở đây có vẻ như là cá nhân đó. Nhưng mà trong trạng thái chung. Em nhớ tới cái câu chuyện như thế này. Khi mình nói ra thì nó sẽ rõ. Nó rõ cái chỗ cái nghiệp. Một thời gian dài á, là em có cái cảm giác là sợ ma. Sợ ma ở đây ví dụ như là ở khi đã tỉnh thức rồi á. Nhưng mà ở trong cái ví dụ như lúc mà ở trong là một mình trong rừng chỗ nào mà thì nó có cái cảm giác sợ ma nó xuất hiện. Nó có sợ ma xuất hiện. Rùng người. Cơ thể nó phản ứng. Suy nghĩ và cái cảm giác sợ hãi như vậy đó. Thì nó phản ứng nó từ đâu ra? Đó là do từ nhỏ, đó là quá khứ. Từ nhỏ là khi mà em coi phim Phạm Công Quốc Hoa hay là coi phim ma kiếm hiệp ma quỷ thì nó có thể giới ma. Rồi nghe kể những cái câu chuyện nghe ma, những cái người xung quanh kể chuyện ma, thậm chí lấy ma ra nhát mình đó. Hồi nhỏ em sợ phát khiếp. Buổi tối á mà đi về thắp đèn dầu á, hồi đó chưa có điện thắp đèn dầu á, là mẹ sai về nhà thắp đèn ra sáng. Là em về nhà mà trời tối là em không bước vô nhà được đâu, em sợ lắm, mà không run lắm. Nhiều khi phải chạy vô nhà cầm cái đèn dầu, cầm cái bật lửa chạy ra ngoài sân á, cho nó trời sáng sáng một chút, rồi bắt đầu bật cái đèn cầm bưng chạy vô trong để tắt mắt. Lại bưng ra đây. Sợ lắm, sợ khiếp. Mà cái nỗi sợ nó cứ hình thành và nó cái nỗi sợ ma nó ở trong cái ở bên trong mình, ở trong đó. Và mặc dù đã tỉnh thức rồi á, mà ở trong cái môi trường mà nó kích hoạt, nó có những cái suy nghĩ mà nó cứ kích hoạt cái nỗi sợ nó sẽ hiện ra, nó không mất, nó hiện lên đó. Chỉ có môi trường nó xuất hiện thôi. Nên người ta bảo là có người bảo là cái hoàn cảnh nó không tạo ra con người, mà hoàn cảnh nó bộc lộ con người. Đúng rồi. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy thì nó sẽ bộc lộ cái nỗi sợ ma lên. Nỗi sợ ma lên bộc lộ ra, thì lúc đó em bắt đầu em với bao quanh cái nỗi sợ đó bằng một cái không gian trống rỗng của tỉnh thức. Và cái nỗi sợ nó ở trong cái không gian trống rỗng của tỉnh thức đó. Và nó tan biến đi. Và khi mà lần khác, hoàn cảnh khác nó lại xuất hiện trở lại, thì mình lại tiếp tục bao quanh nó bởi một cái không gian trống rỗng của tỉnh thức. Và cái nỗi sợ nó sẽ tan đi. Và em làm nhiều lần như vậy cho đến một ngày em ở trong cái môi trường 12 giờ đêm trong rừng hay là bất cứ hoàn cảnh nào, cái cảm giác sợ hãi không xuất hiện nữa, nó không còn nổi lên nữa. Bây giờ có thể nói là nó mất vĩnh viễn. Nói ra như vậy á để cho chúng ta thấy rằng là trong cái sự tỉnh thức đó nó có thể hóa giải nghiệp. Nó hóa giải nghiệp. Nếu mà mình sử dụng cái phương pháp từ kỷ ám thị á, phương pháp mình nói mình sợ ma, cái mình nghĩ ra một cái gì đó tích cực là không có ma đâu, hay là mình bất cứ một cái phương pháp nào, một phương pháp mình đối trị ngược lại, để từ cái nỗi sợ chuyển qua cái hết sợ, cái suy nghĩ tích cực lên, thì cái nỗi sợ nó vẫn còn đó. Nó tự thành phần nó gác của nó thôi, nhưng nó vẫn còn đó. Đến đúng môi trường nó xuất hiện trở lại. Còn cái sự gọi là sự tỉnh thức này
nó xuất hiện, không phán xét gì, để nó và nó ở trong cái sự tĩnh lặng đó và nó trôi đi, và cuối cùng nó mất hẳn. Thì cái đó là một cái ví dụ trong nhiều cái ví dụ, nhưng mà ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng nếu mà cảm giác sợ ma là một cái nghiệp, nó phản ứng dựa trên cái điều kiện bởi quá khứ, cái quá khứ em như vậy, nên bây giờ em phản ứng như thế, nhưng mà nó có thể hóa giải được hoàn toàn.